Hãy đóng vai Enrico trong văn bản Mẹ tôi viết một bức thư để nói lời xin lỗi mẹ vì những lỗi lầm gây ra cho mẹ. Giờ đây nghĩ đến mẹ, con thấy hiện lên hình ảnh mẹ. Chín tháng trời mang nặng con trong bụng, gión rén từng bước đi, cẩn thận từng ngụm nước, kiêng khem từng món ăn, lo cho con từng bữa từ khi con có hình hài. Ngày con chào đời, mẹ đã phải chịu bao đau đớn, bao dày vò. Sau ngày rời bụng mẹ, con lại chẳng ngoan ngoãn khỏe mạnh như những đứa trẻ khác mà ốm đau bệnh tật thường xuyên. Bà nội từng kể cho con nghe một lần, con ốm nặng, bác sĩ đã lắc đầu quay đi. Nhưng mẹ thì âm thầm ôm chặt con vào lòng và khóc không thành tiếng Mẹ kiên trì mời những người bác sĩ khác tới thăm bệnh cho con, nhẫn nại chăm sóc con. Căng thẳng hồi hộp với từng nhịp thở, từng cái hắt hơi, từng cái ngáp vặt của con. Mẹ đã vứt bỏ nhiều tháng ngày thanh thản hạnh phúc và tưởng như sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình để thức khuya đi lại để cứu lấy mạng sống cho con. Mẹ ơi, nếu trời Phật không thương con cho con làm người thì mẹ có lẽ ngày ấy người đã bắt con đi phải về nhưng có lẽ quá cảm động trước tình cảm của mẹ mà người đã cho con qua cơn hiểm nghèo mẹ đã làm được điều kỳ diệu mà nhiều người hàng xóm của chúng ta còn nhắc đến ấy vậy mà đứa con ngu ngốc dại dột của mẹ có lúc quên bẵng đi những ân tình thiêng liêng của mẹ con thấy xấu hổ và nhục nhã khi đến những ngày cô giáo đến chơi mà con lại thiếu lễ độ với mẹ nhìn gương gật nhìn gương mặt mẹ thất thần lạnh lẽo con thấy mình là kẻ tội đồ đáng nguyền rủa nhất trên đời con đã trà đạp lên tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý và mẹ đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để gây dựng mẹ ơi con biết rằng lời con nói không thể rút lại Việc con làm không thể coi như chưa xảy ra Nếu vết thương con gây ra trong tim mẹ Không thể lấy nước mắt để xóa mờ Nhưng con chỉ mong muốn một điều rằng mẹ không quá đau buồn về con nữa Vì rằng khi con viết những dòng này Con Iziko Co của mẹ hiểu rằng nó còn cách nào để chuộc tội với mẹ tình yêu Con sẽ không bao giờ làm mẹ phải xấu hổ thất vọng thêm một lần nữa mẹ ạ à, tội lỗi đã mắc phải khiến con hiểu rằng nếu con còn lặp lại nó thì con không còn xứng đáng là con của mẹ không có không còn ngồi không còn giường nằm không còn ghế ngồi và không còn nơi đặt chân không còn bát cơm ăn trong ngôi nhà của mẹ nữa con ngàn lần xin lỗi mẹ và mong mẹ rộng lượng tha lỗi cho con đứa con đã biết lỗi của mẹ Enrico